Rồi, xin chào tất cả các bạn. Ở trong video này thì tôi đang xuất hiện trước một cái nắng nóng của mùa hè rất là khủng khiếp. Nghe rõ cái tiếng ve sầu hay không? Rất ổn đúng không? Nhưng mà hãy nán lại, bởi vì tôi cũng rất là nóng mà tôi vẫn muốn ngồi đây để nói chuyện với các bạn. Một cái điều rất là thú vị trong cái video này, và nó điều hay nhất nằm ở cuối video. Có rất là nhiều các vấn đề khi chúng ta chơi cây cảnh, cụ thể là với số lượng ít thì các bạn có thể là đặt một cái chậu cây, bạn di chuyển, tức là bạn cắt từ mặt, bạn cắt cây cành này thì các bạn lại phải chui sang cành bên kia, đúng không? Thì với số lượng ít được là như vậy, còn với số lượng nhiều và các bạn làm chuyên nghiệp mà cây để các bạn bán ra thị trường, hoặc là các bạn thiết kế những cái non bộ hay tiểu cảnh mini, hoặc là các bạn bán những cái sản phẩm như là cái gỗ lũa, rồi là những người bán lan, những cái người mà bán những cái sản phẩm liên quan đến vấn đề về đá phong thủy, thì cái khó khăn nhất ở đây là các bạn làm thế nào để cho cái người xem cái sản phẩm của các bạn nó đều được xung quanh nhìn được tứ diện, đúng không nào? Và có những cái vấn đề như là chúng ta đã được đi đến các cái siêu thị, hoặc là đến những cái nhà hàng sang trọng, được ăn những cái món lẩu gia truyền, lẩu băng chuyền, hay là được nhìn thấy người ta sử dụng những cái mâm mâm xoay ấy. Thế thì đấy, tất cả đấy là những cái vấn đề mà tôi nhìn thấy, và các bạn chắc chắn là ai cũng sẽ gặp tình trạng đấy. Thì ngày hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn một cái bộ công cụ, nó sẽ giúp cho chúng ta, những người làm cây chuyên nghiệp hoặc là những người không chuyên, có một cái bàn xoay vô cùng là thú vị, và nó giúp bạn không phải là đi xung quanh cái cây để cắt, và các bạn chỉ còn ngồi bất kỳ chỗ nào, bạn có thể đặt cái chậu cây lên, bạn làm, rồi bạn có thể đặt những cái tảng đá, những cái phiến đá lớn lên, bạn xoay để cho khách hàng của bạn nhìn thấy. Bạn có thể là ngồi sử dụng cái này để dùng để mâm, để trong mâm cơm, rất là thú vị, rất là hay. Đấy, xoay tít luôn, đồng tâm. Đấy, và cái nguyên liệu này và cái chất liệu này nó đến cảm hứng từ đâu mà tôi lại lựa chọn chia sẻ với mọi người? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đánh giá chi tiết cái sản phẩm này các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá chi tiết. Đầu tiên thì sẽ nói về chất liệu. Đây là một cái bàn xoay được sản xuất với công nghệ của Việt Nam các bạn nhé, công nghệ Việt Nam này. Rồi là chất liệu thì làm bằng inox cao cấp. Độ dày của nó thì tôi sẽ đo trực tiếp cho các bạn. Rồi mình sẽ đo độ dày của cái bàn này. Dày của nó là gồm là 1, 2, gần 3 ly các bạn ạ. Gần, coi như 3 ly các bạn nhé. Đấy, 3 ly, ok. Và gồm thớt trên và thớt dưới. Đấy, thớt trên thì chiều đường kính của nó là 25 cm, còn cái thớt dưới đường kính của nó là 20 cm. Đấy, và đặc biệt được thiết kế những cái ba cái chân để làm sao để tiếp xúc, để khi các bạn đặt trên bàn nó không bị xước. Đâu, ba điểm tiếp xúc ở trên mặt bàn. Đấy, cái điểm này, 1, 2, 3. Và cái kích thước giữa, khoảng cách giữa thớt trên và thớt dưới là rơi vào khoảng 6 cm các bạn nhé. Đấy, 6 cm. Thớt này với thớt 1, thớt 2 cách nhau 6 cm. Ok. Rồi, rất sang, sáng, sạch sẽ. Và trọng lượng của cái bàn xoay này là 2,8 kg. Rất là chắc chắn. Đấy. Và đặc biệt được sản xuất với một cái trục đỡ rất là chắc chắn này. Và có, chúng ta có thể là hãm lại. Ví dụ là chúng ta muốn không cho nó xoay nữa thì chúng ta khóa nó lại, xoay lại là xong. Rất chắc chắn luôn, không có hiện tượng là xoay lắc nữa, đúng không? Rồi chúng ta muốn quay thì chúng ta sẽ lại nới lỏng ra. Nới lỏng ra. Rồi xoay vào. Rồi siết như vậy là rất là chắc chắn rồi. Vậy theo đánh giá của mình thì với một sản phẩm mà do hàng người Việt Nam sản xuất, thì tôi nghĩ rằng đây là sản phẩm chúng ta đáng để sử dụng. Với giá thành thì nó không hề quá đắt, nhưng mà với chất liệu và nó tiện dụng, chúng ta sử dụng được
cái công năng sử dụng của nó mới là quan trọng các bạn ạ. Sử dụng được hầu hết các cái bề mặt các bạn muốn đặt lên. Thì tôi đã thử và tôi thấy rằng là cái trọng lượng, chúng ta quan tâm trọng lượng, và trọng lượng của cái này nó rơi vào khoảng gần 2 tạ, nó khoảng 2 tạ các bạn ạ. 200 kg là ít nhất. Các bạn để cả một cái chậu rất là lớn. Bình thường anh em mình chơi bonsai này thì cái chậu nào lớn nhất thì hai người bê thì rơi khoảng là 100 cân là cùng. Đấy, nhưng mà tôi các bạn có thể sử dụng cái này cho cái một cái chậu lớn. Đấy, vài tạ, hai tạ thoải mái các bạn nhé. Và đặc biệt ý, cái sản phẩm bàn xoay này nó có công dụng rất là hay. Nếu bạn nào có thể là muốn giảm cân, các bạn có thể đứng ở trên này. Đấy, đứng ở trên này và xoay bụng. Đấy. Ở trên thị trường thì có những cái sản phẩm nó bằng nhựa. À, trước đây thì mình nghĩ là có một số anh em dùng cái sản phẩm bằng nhựa tập thể dục để làm bàn xoay cho bonsai, cho chậu bonsai. Nhưng mà sau khi thời gian sử dụng thì nó có một cái yếu điểm, đó là nó không đáp ứng được cái trọng lượng của chậu. Cái thứ hai là nó nhẹ quá, nó lại có thể là gây dễ vỡ. À, dùng lâu bền thì không có được. À, thì đây là cái lựa chọn cho bạn. Ok, bạn nào quan tâm thì hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là để lại phần comment thì chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn thêm cho các bạn, và các bạn ra quyết định ngay, lựa chọn ngay cái sản phẩm này về để dùng cho hầu hết các cái những cái vấn đề bạn, ví dụ như là bạn muốn đặt cái mâm trên này cũng được, bạn đặt viên đá để bạn quay, để cái làm công cụ để các bạn buôn bán online, kinh doanh online ở trên này rất là tiện lợi. Ví dụ tôi để ở đây đúng không, để đây tôi xoay. Đó, thì khách hàng của bạn sẽ nhìn được tất cả tứ diện, đúng không nào? Rất hay. Rồi, ok, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hãy nhớ chia sẻ video, đăng ký kênh và like các video của tôi, để khi các bạn tôi có video mới, bạn sẽ người nhận được cái video thông báo. Xin cảm ơn.